tiếp bước đi lên viết thêm trang sử vàng. Nào ta hát khúc hát Việt Nam, con cháu dòng tiên, con cháu lạc hồng, tự hào hai tiếng Việt Nam. Hiện nay còn có rất nhiều môn võ cổ truyền và hiện đại của các nước bạn đang tồn tại và phát triển song song như pencak-silat, karate-do, taekwondo. Nó đã và đang làm phong phú cho nền võ học quốc gia. Tuy nhiên, người dân thủ đô vẫn luôn coi trọng võ học cổ truyền như một món ăn tinh thần, độc đáo, tạo nên một phần lịch sử của Thăng Long Hà Nội. Hơn thế nữa, võ học của chúng ta thường thực dụng, linh hoạt, dĩ công vi thủ, di nhu chế cương, dĩ đoàn chế cương. Muốn luyện thành thạo, phải luyện với thiên nhiên, nơi có khí trong lành, để tăng khí công trong người, khi đó ra chiều sẽ rất mạnh. Cái môn võ cổ truyền của Việt Nam nó là một cái đặc thù, thứ nhất là về tấn pháp rất chắc chắn, cái thứ hai là thân pháp rất uyển chuyển đa dạng, cái thứ ba là về các bộ pháp di chuyển tiến thoái nhu cương song toàn. Đấy là những cái mà khác biệt với các môn võ khác. Và nếu mà so sánh với các môn võ như karate, taekwondo của các bạn của chúng ta, người cao và to, thì cái võ cổ truyền Việt Nam là một môn võ lấy yếu thắng mạnh, lấy nhu thắng cương và lấy ngắn chiến thắng dài. Và các cái bộ pháp được cha ông ta và ngày nay có một số các bài chúng ta đã cải tiến để có hiệu quả nhất trong đối kháng và đối luyện. Cổ truyền Việt Nam bao gồm đấu vật, quyền cước và binh khí. Tuy nhiên trong thực tế, khi nói đến kỹ thuật võ cổ truyền, tức là nói đến kỹ thuật quyền cước lẫn binh khí. Thông thường, thầy dạy quyền cước trước, binh khí sau. Đặc điểm của quyền cước là có đủ kỹ thuật sử dụng đòn tay, chân, tấn công, phòng thủ, đánh xa, đánh gần. Võ sinh phải tập qua tất cả và tùy theo năng khiếu, sở trường của từng người mà tinh luyện. Những kỹ thuật đòn tay, đòn chân được tập hợp trong những thế hay còn gọi là miếng, tức bài tập tổng hợp các đòn tay, đòn chân để tấn công hoặc phòng thủ, và những bài thảo hay còn gọi là quyền, tức một bài tập tổng hợp những thế. Việc dạy võ tiến hành theo trình tự, học thảo trước, học thế hay còn gọi là học miếng sau, nghĩa là đi từ tổng hợp đến phân tích, ngược lại phương pháp huấn luyện của nhiều môn võ hiện nay. Thảo và thế miếng của võ cổ truyền Việt Nam luôn thực hiện liên hoàn, không đứt đoạn để tạo hình hay tập trung phát lực như nhiều môn võ phương Đông khác. Võ thuật cổ truyền Việt Nam là di sản văn hóa của dân tộc Việt Nam. Từ khi ra đời tồn tại, phát triển gắn liền với công cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc. Ngoài những cái thế võ không phải là vấn đề rèn luyện sức khỏe, nâng cao bản lĩnh, nâng cao ý chí, mà hướng tới sự hòa hợp về thể chất và tinh thần, mà qua rèn luyện võ thuật cổ truyền Việt Nam thì toát lên được ý chí, lòng tự hào dân tộc và tính nhân văn của con người Việt Nam. Thì võ thuật cổ truyền ngày xưa thì các cụ là truyền trong gia đình, dòng họ và môn phái. Nhưng ngày nay thì
võ thuật cổ truyền mang tính chất là cộng đồng, làm sao sức khỏe, phục vụ tổ quốc. Võ thuật cổ truyền chúng ta luyện tập chúng ta cũng thấy tinh túy của cha ông để lại, đó là truyền thống, là thường võ, là tính nhân văn và tính nhân ái của con người Việt Nam. Xuất phát từ nhu cầu sinh tồn của dân tộc, các bậc tiền bối đã sáng tạo và liên tục bồi đắp ngày càng hoàn chỉnh những kỹ thuật đặc thù và kho tàng võ thuật cổ truyền Việt Nam, tạo nên một bản sắc văn hóa độc đáo mà chúng ta có trách nhiệm kế thừa, bảo tồn và phát huy trong cuộc sống hiện tại, nhằm góp phần tạo nên một nội lực Việt Nam. Ngày nay ở riêng Hà Nội, võ học cổ truyền hiện đại đang được xã hội hóa rất rộng rãi. Từ nền tảng cơ sở ban đầu, võ học cổ truyền đã không ngừng phát triển hoàn thiện trong các giai đoạn lịch sử. Có thể nói, võ học cổ truyền là cơ sở phát triển nhiều loại hình như thể thao, đặc biệt là võ học biểu diễn. Đặc biệt hơn trong lĩnh vực an ninh, võ học cổ truyền đóng góp rất nhiều trong việc tạo dựng giáo án cho võ học. Hà Nội hiện nay còn có rất nhiều môn võ cổ truyền và hiện đại của các nước bạn đang tồn tại và phát triển song song như Pencastilat, Karate-do, Taekwondo. Nó đã và đang làm phong phú cho nền võ học quốc gia. Tuy nhiên, người dân thủ đô vẫn luôn coi trọng võ học cổ truyền như một món ăn tinh thần, độc đáo, tạo nên một phần lịch sử của Thăng Long Hà Nội. Hà Nội hiện nay còn có rất nhiều môn võ cổ truyền và hiện đại của các nước bạn đang tồn tại và phát triển song song như Pencastilat, Karate-do, Taekwondo. Nó đã và đang làm phong phú cho nền võ học quốc gia. Tuy nhiên, người dân thủ đô vẫn luôn coi trọng võ học cổ truyền như một món ăn tinh thần, độc đáo, tạo nên một phần lịch sử của Thăng Long Hà Nội. Hà Nội hiện nay còn có rất nhiều môn võ cổ truyền. Hiện nay rất nhiều các võ sư, rất nhiều người đã qua nhiều tuổi, quá cố, nhưng để lại cho một cái di sản lớn cho anh em Hà Nội, võ thuật Hà Nội chúng tôi. Và hiện nay làng võ Hà Nội chúng tôi là định hướng làm sao phát triển thật tốt, phát triển không ngừng. Và tất cả mọi người đều chung một cái ý là làm sao đưa cái võ thuật của Trà Người Tràng An, Hà Nội đấy, lên một cái bước thật cao và cố gắng là duy trì được cái nền văn hóa này để nó đại diện cho một cái văn hóa phi vật thể của người Tràng An chúng tôi. Võ thuật cổ truyền ngày nay không còn là một môn thể thao đơn thuần, không phải là những giáo trình dạy võ nghiệp vụ, mà hơn thế nữa, võ học cổ truyền đã trở thành một bộ phận của nền văn hóa thể chất và là một trong những di sản văn hóa phi vật thể quý báu đã được bảo tồn và gìn giữ bao đời nay.